Ngài đến rồi, Ngài đây rồi, hãy nhìn kìa. Jesus, Jesus, xin Ngài hãy cứu con gái duy nhất của tôi. Xin Thầy hãy thương nó. Nó chỉ mới 12 tuổi, nó đang hấp hối. Xin hãy đi với tôi. Jairus, tôi rất tiếc. Jesus, con gái ông chết rồi. Ông đừng nên làm phiền Thầy nữa. Đừng sợ gì cả. Hãy tin cậy con ông được lành. Đừng khóc nữa. Nó không chết, nó chỉ đang ngủ thôi. Con à, dậy nào. Nghe ta dặn đi, đừng cho ai biết chuyện vừa rồi.